có một học sinh mới để một kiểu tóc khá mốc. Dòng Pan tên côn đồ trong lớp thấy ngứa mắt, liền nắm giật tóc của anh ta dọa đánh, còn thu tiền bảo kê. Trên lớp Dòng Pan càng hoang hoang phách lối, còn dám ra tay với thầy giáo. Điều này đã làm cho cậu học sinh mới rất tức giận. Động đến anh còn được, còn dám đánh thầy. Anh ta liền đè Dòng Pan xuống đất đánh cho một trận, khiến ai nấy đều rất kinh ngạc. Hóa ra anh ta tên Duzlik, thân phận thực sự là đại ca xã hội đen. Anh ta dũng cảm giỏi đánh đấm, đã từng lập nhiều công trạng cho băng đảng. Lão đại muốn đề bạt anh làm người kế vị anh, nhưng các đàn em của lão đại không đồng ý. Lý do chính là anh vẫn chưa tốt nghiệp được cấp 3. Bây giờ xã hội đen cũng yêu cầu trình độ nữa sao? Trong buổi tiệc còn vì anh không hiểu địa chỉ email nên bị cười nhạo một trận. Duzlik bị đả kích nặng nề. Vì muốn sau này không bị làm trò cười, lão đại tìm Duzlik bảo anh ta đến trường đi học. Vị trí vẫn giữ ở đó cho anh. Duzlik phải lấy được bằng cấp 3 trước, nếu không khó làm người khác phục tùng. Ngày đầu tiên đi học, đàn em Kaji còn làm một nghi thức đi học hoành tráng, liền bị Duzlik giáo huấn cho một trận. Vì muốn nhanh chóng hòa nhập vào trường học, anh ta quyết định đi bộ đến trường. Nhưng thấy các bạn học ai nấy cùng chạy, anh không biết chuyện gì nhưng vẫn cắm đầu chạy theo. Trên đường gặp được cô bạn Yeonju. Vì để nhặt hộp cơm cho Yeonju mà ngày đầu tiên đi học anh đã đến trễ. Và hậu quả của việc đi trễ chính là bị đánh một trận. Vào lớp học, Duzlik được thầy yêu cầu tự giới thiệu. Nhưng câu nói đầu tiên của anh lại là: "Mọi người đều đã ăn cơm rồi chứ? Có điểm nào giống một đại ca xã hội đen cơ chứ?" Sau đó anh được xếp ngồi chung bàn với Yeonju. Vì là học sinh mới đến, Dòng Pan tên côn đồ trong lớp liền giở trò bắt nạt anh. Vì để lấy được bằng tốt nghiệp anh chỉ đành nuốt cơn giận. Sau buổi học, Duzlik gọi các đàn em đến bên phố để giáo huấn, thì vô tình bị Dòng Pan nhìn thấy. Tên này đầu óc cũng có vấn đề, thấy vậy rồi mà không phát hiện ra thân phận của Duzlik, còn bảo anh vừa hát vừa nhảy ở trước mặt đàn em. Nhưng Duzlik vì tấm bằng cấp 3 lại phải nhịn, anh buồn bực nên đến cửa hàng tiện lợi để mua bao thuốc lá, lại bị ông chủ tưởng là học sinh nên đuổi đi. Trên đường đi xe buýt về nhà, Duzlik bị đàn em của băng đảng đối thủ phát hiện. Tên đó liền đem tin tức nói với đại ca của hắn. Một màn báo thù sắp bắt đầu. Bên ngoài lớp một tên điên không mặc quần áo la hét, khiến các học sinh đều la o om sòm. Lúc này thầy giáo bước vào lớp liền la một trận, nhưng Dòng Pan thì lại đứng lên thách thức thầy giáo, còn đẩy thầy giáo ngã xuống đất và chửi thề mấy câu. Nhưng hành động này đã chạm đến giới hạn của Duzlik. Anh từ nhỏ lớn lên trong băng đảng, lão đại, thầy giáo luôn là người mà anh ta tôn kính nhất. Duzlik vô cùng tức giận liền đánh cho Dòng Pan một trận như tử, còn cảnh cáo các bạn trong lớp sau này không được bất kính với thầy giáo. Sau giờ tự học buổi tối, Duzlik lại gọi Dòng Pan đến, đích thân xin lỗi cậu ta, còn nói chuyện đạo lý với cậu ta. Đối với Duzlik mà nói, lão đại, thầy, cha đều giống nhau, do đó nhất định phải biết cảm ơn và tôn trọng. Đang nói chuyện thì có một đám côn đồ lớp trên đến, bọn chúng liền túm lấy Dòng Pan đánh cho một trận. Đánh Dòng Pan xong thì chúng định giáo huấn Duzlik, chỉ cần một cú đã xử xong một tên, bọn côn đồ đều bị anh giải quyết hết. Dòng Pan thấy vậy thì vô cùng sùng bái anh. Còn về phía băng đảng, không có đại ca quản, Duzi cả ngày đều chỉ ăn chơi nhậu nhẹt, ca hát bét nhè. Duzlik sau khi biết chuyện liền đến hộp đêm đánh cho anh ta một trận tơi bời. Lúc này các cô gái được gọi đến cũng đi vào phòng. Duzlik vừa nhìn đã nhận ra Yeonju. Hai người bốn mắt nhìn nhau, thời gian dường như đứng lại. Người bạn chung bàn hôm qua dịu dàng thanh khiết, hôm nay đã biến thành cô gái tiếp rượu. Hóa ra vì cô không có tiền học đại học mới phải đi làm nghề này. Vì để kiếm tiền học đại học, cô thậm chí còn có thể bán thân. Nhưng chuyện không may vẫn xảy ra. Ngày hôm sau, thầy giáo chủ nhiệm đột nhiên từ chức. Thường ngày tuy vẫn là mắng học sinh, nhưng là hết lòng thương yêu các học sinh. Các bạn học đều đau buồn khóc nức nở. Duzlik lúc này cũng cảm thấy được tình cảm đó. Vì muốn lấy lại sự công bằng cho thầy giáo, Yeonju tố cáo chuyện xấu của hiệu trưởng đến sở giáo dục. Nhưng cô không biết là bọn họ đều là một bọn. Hiệu trưởng khi biết chuyện, em đi đến lớp đánh Yeonju bất tỉnh nhân sự. Duzlik vì lo cho tấm bằng cấp 3, anh vẫn nhẫn nhịn không dám ra tay. Đến Dòng Pan cũng bắt đầu khinh thường anh. Lần này Duzlik cảm thấy vô cùng tự trách mình. Còn thầy chủ nhiệm bị đuổi việc thì không thể chịu đựng nữa. Anh tìm đến ký giả để kể ra sự thật. Anh muốn đòi lại sự công bằng cho Yeonju. Trường học này đã bị biến chất, vì tiền nên đã ép tất cả nam sinh cắt bao quy đầu nhưng lại không trích thuốc tê. Trường học lại không lấy việc giáo dục học sinh làm trọng. Bọn họ không quan tâm những gia đình bình thường kiếm tiền khó khăn ra sao. Một gia đình muốn nuôi con học hết đại học thì tốn bao nhiêu. Chỉ cần có tiền, bọn họ thậm chí có thể tùy ý sửa đổi thành tích của học sinh. Còn những giáo viên không chịu làm thì sẽ bị đuổi việc. Không chỉ như thế, hiệu trưởng còn dùng tiền mua chuộc quan chức, câu kết với xã hội đen, bóp méo sự thật. Khi biết chuyện này, Duzlik vô cùng tức giận. Anh quyết định không đứng yên nhìn. Nhưng các đàn em khuyên anh đừng kích động, đợi sau mấy tháng nữa lấy được bằng cấp 3 thì có thể tiếp quản khu Mae Ong Jong rồi. Nhưng Yeonju thì phải làm sao? Cô có thể vì đi học mà làm bất kỳ chuyện gì, nhưng vẫn bị đuổi học một cách tàn nhẫn. Sáng hôm sau, những giáo viên bị đuổi việc và các học sinh bị đuổi học đều tụ tập bên ngoài cổng trường. Bọn họ muốn trường phải nói chuyện rõ ràng, kết quả lại bị hiệu trưởng kêu xã hội đen đến đánh. Nhìn thấy cảnh đó, Duzlik quyết định không thể khoanh tay đứng nhìn. Bằng cấp 3 cũng không cần, anh cầm gậy đánh bóng xông lên. Anh mở ra một con đường máu, nhưng mình anh không thể đánh lại hết đám đông. Thời khắc nguy hiểm, đàn em đã dẫn người kịp thời đến cứu. Mọi người phá cổng xông vào trong trường. Nhưng lúc này đại ca của băng đảng đối thủ cũng nhận được tin.
hắn dẫn đám đàn em đi đến trường. Cuối cùng trận quyết đấu giữa hai đại ca được diễn ra. Vào lúc đó một cô giáo bị đuổi việc đã đến chặn đường hiệu trưởng. Ông ta biết mọi chuyện bại lộ nên muốn bỏ trốn, thì bị cô giáo đánh một cú ngất luôn. Cô ta còn cầm đi quyển sổ ghi chép hối lộ của hiệu trưởng rồi bỏ đi một nước. Cuối cùng hiệu trưởng vì chuyện tham ô đã bị bắt đi. Còn Dusik và đàn em bị cảnh sát dẫn đi. Ion Ju khi biết tin thì thấy khuôn mặt đầy máu của anh, cô vô cùng đau lòng. Nhưng lúc này Dusik lại thản nhiên như không. Cuối bộ phim, do Dusik ở trong tù nỗ lực học tập, thành tích không ngừng tăng lên nên đã thuận lợi lấy được bằng cấp 3. Nhưng khi anh đưa bằng cấp 3 cho lão đại xem, lão đại đeo ba lô trên vai. Bởi vì dạo gần đây băng đảng có nhiều sinh viên đến gia nhập, bằng cấp 3 của Dusik cũng còn có chút thấp kém. Thế là anh đề nghị Dusik tiếp tục học lên đại học. Khi bạo lực mang danh bảo vệ công lý, nó khiến con người si mê và khát khao. Thực ra mình thích tên gốc Mi Boss, Mi Hero của bộ phim này hơn. Anh hùng vốn là người làm những điều mà mọi người xung quanh không thể làm, giống như một tên xã hội đen lại đi học nhưng chiến đấu vì công lý. Đương nhiên bạn có thể nói anh ta làm việc theo cảm tính, nhất thời bị kích động. Nhưng người làm việc nghĩa vốn không cần phải oai phong lẫm liệt, chỉ cần dám làm việc cao cả mà những người khác không dám thì đã là anh hùng. Video hôm nay xin tạm dừng tại đây, tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ những video review phim của Review Chất. Và để tiếp tục ủng hộ chúng mình, đừng quên nhấn nút like, share cũng như là để lại comment xuống phía bên dưới để cho chúng mình biết về bất cứ bộ phim nào mà các bạn yêu thích nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.